Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Clip ngày hôm nay mình sẽ quay siêu xe anh em nha. Rồi cái nhạc này ồn quá. Quá ồn anh em ạ. Cách quay thì mọi người cũng đã biết rồi. Thì hôm nay với 88.000 cc thì không biết là mình sẽ quay được bao nhiêu con siêu xe nha. Đây tính toán thử thì mình nghĩ chắc khoảng tầm từ 2 đến 3 con thôi anh em ạ. Chứ mà quay full của nó chắc phải tầm mấy trăm nghìn cc mất. Rồi đen rồi mà không sao, mấy cái nấc đầu này đen cũng được, trừ cũng được, mình chỉ cần mấy cái nấc cuối thôi. Lên mức 2.500 rồi này. Ơ sao nhanh vậy? Cái acc này thì mình không biết như nào nhưng mà cái acc mía đen lắm anh em ơi, quay 30k UC mới ra đúng một cái vé thể đen vãi trưởng. Cái acc đấy là bản Vinagame, còn đấy là bản quốc tế, mình chơi bản quốc tế này. Ui dồi ôi, ngon quá anh em ơi. Mỗi một lần nhấp là coi như là lên một nấc, đỡ mất thêm UC. Coi như là vòng đầu, coi như là ok, khá đỏ. Mình tạm gọi đấy đỏ đi. Còn với người đỏ hơn chắc thì mất tầm có mười mấy cao UC là coi như được full rồi, lên nhỉ. Vòng thứ hai vẫn xịt ngay từ vòng gửi xe. Không sao, càng xịt càng tốt, càng xịt ngay vòng đầu càng tốt. Mọi người nếu mà quyết định quay xe bằng UC thì đừng bao giờ ấn vào cái nút phía bên cạnh cái nút tiền kia nhá. Cái nút mà đi miễn phí, đừng bao giờ ấn cái nút đấy. Tỷ lệ 99% là xịt đấy. Nếu mà quay UC thì cứ quay bằng UC thôi, đừng có dùng cái lượt miễn phí làm gì. Nếu mà trượt mọi người sẽ phải quay lại từ đầu ấy. Đấy, cho nên đừng có... Ui, ngon, lên đi. Lại xịt rồi, trời má ơi. Nó tính toàn nghìn UC ạ. Ê, giỏ đắt tí nhở, ui, phát lên 7 luôn đấy. Trời ơi. Anh ơi cho em lên đi anh ơi. Ui, xí. Lên phát lên 8 luôn anh em ơi. Trời ơi đỏ vãi trường ạ. Thế là mình có 4 vé rồi, 4 vé là được một con siêu xe phẩm chất đỏ với cả một con bình thường. Rồi quay nút lần cuối này, mình không biết là lần cuối này có hên như hai lần trước hay không. Trời ơi quay kiểu đỏ đen nhờ anh em nhờ, quay hên xì vãi trường này, tiền máu của này biết bao nhiêu thận cho đủ. Mình vẫn còn 390 xu. 390 xu này là từ cái đợt mà sự kiện quay Tesla ấy. Thế mình còn một cái phiếu đổi ấy, thế nó đổi thành 390 xu luôn. Trời má ơi. Không sao. Ui dồi ôi, để phát 2 luôn này. Giờ lên phát 8 luôn, thuê. Tao xóa game luôn. Trời. Không thua nhờ. Ôi lên 7 rồi, ok. Một phát nữa lên 8 đi. Tớ xin ấy, tớ xin cậu ấy. Chết mẹ rồi, xịt rồi anh em ơi. Rồi, lên. Cuối cùng nó cũng xong. Vai nồi ạ. Đặt tê. Được 6 mảnh rồi. Mình sẽ mua con siêu xe này nhá. Con này con kiểu ai cũng muốn đổi rồi. Rồi xong, được một con phẩm chất đỏ. Còn một con 4 chỗ phẩm chất đỏ nữa. Là con kia mình không quay đâu, tại vì mình có mấy con Tesla ấy. Rồi thêm con hai chỗ màu trắng nữa, con trắng này đẹp hơn con đen nha anh em. Giờ đến con trắng này, mình cũng thích con này, mình sẽ đổi con này. Còn dư một vé nữa, mình đổi được 3 xe rồi, vậy còn dư một vé nữa mình sẽ tặng cho Mew vậy, hay tặng cho Lóc nhà cái, tặng cho vui. Từ trước đến giờ có bao giờ đòi mình mua quà gì hay nhà trong game hay là ngoài đời nhà đâu, toàn mình thích thì mình tặng rồi. gì nhở, đang định thôi không quay nữa nhưng mà thôi, có cậu em cậu ấy bán rẻ cho con siêu xe 4 chỗ này anh em ạ. Cái acc G7Z nào của bạn anh nhá. Thì thi thoảng mình mượn acc của bạn này làm clip nhá. Acc này nếu mọi người để ý thì sẽ thấy đang đứng top ở trên RP nhá. Top trên hình như top 7 RP hay sao ấy. Thôi còn 14.000 UC, mình sẽ thử vận may xem có quay được con siêu xe nào nữa không. Hiện giờ mình đã có bao nhiêu rồi, 4 con rồi, vậy còn thiếu 2 con nữa coi như nó đủ bộ 6 con. Rồi trượt rồi, trời ơi tao chỉ còn có 14.000 UC thôi nhá. Làm cái gì thì làm. Rồi lại xịt tiếp, mà thôi không sao, mấy cái vòng đầu xịt thoải mái đi. Đợt trước mình có full 6 con Mark Garden này, còn hôm nay thì không biết nhà đây. Rồi vẫn trượt. Game chỉ là vui thôi, mặc dù là mình quay, nếu mà mình có quay đủ 6 con thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ mình sử dụng thường xuyên 6 con đâu. Giống như kiểu có Mark Garden ấy, mình quay đủ 6 con nhưng mà chỉ thường xuyên sử dụng có 1-2 con thôi. Đấy, con này cũng thế thôi.
chắc là làm một hai clip review chó con rồi coi như là bỏ chó không làm nữa. Đấy, mọi người chơi, nếu mà chơi kiểu chơi vui, mọi người chỉ cần lạp cho mọi người quay tầm một hai con thôi được rồi, chứ đừng có quay nhiều làm cái gì. Rồi trời ơi anh ơi, anh lên hộ em cái anh ơi, từng nghìn UC ra đi mà lòng đau như cắt ạ. Rồi mày qua lên 7 rồi, trời má ơi hòn quá. Giờ mình đã lạc thêm UC, quay được lên mức thứ tư mà quên không quay clip cho anh em xem rồi. Hiện giờ đã còn hơn 6.000 này. Trời ơi anh ơi, anh cho em một vé nữa thôi là em full 6 xe anh ạ. Một vé nữa thôi anh ơi, em không cần gì nhiều. Anh ơi, anh ơi, ôi trời ơi anh ơi. Lên 7 rồi, trời ơi, vậy là full 6 xe rồi anh em ơi. Trời má ơi, bảo đợt này tôi hạn chế không quay UC nhiều, không ấy nữa, quay được tầm 1-2 cái thôi mà cuối cùng vẫn full 6 cái anh em ạ. Nhưng mà kiểu gì mình cũng hận cho mà xem. Tại vì mình biết là quay kiểu này nhưng mà chắc chắn nó không dùng hết đâu. Đấy, sau này mình sẽ thấy mình gọi là LGU ấy. Mà thôi kệ, em biết làm nào bây giờ, lỡ rồi kệ bố đi. LGU nhưng mà vẫn trong tầm kiểm soát là được. À sao nào, đúng rồi, mình còn hai con đen chưa mua. Quay nước hai con đen anh em ạ. Vậy là với khoảng tầm 100.000 UC mình đã quay được full 6 siêu xe anh em nhá. Đấy khoảng tầm đấy thôi. Trời ơi nhìn xe này. Này đi, đi này chắc chắn nó không đi hết đâu, phí vãi lồi ra. Ê. Trời McLaren cơ rồi các kiểu. Ui trời. Lắp con này vào cũng xấu nhờ. Để ba con phẩm chất đỏ đi nhưng mà tại vì nó không cùng loại nên nó khá là xấu. Thôi cứ để con màu trắng là đẹp nhất rồi anh em ạ. Anh em nào có nhu cầu mua hàng thì qua shop của mình là tonysama.vn nha.